À, chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại khu biệt thự Son Villa ở bên quận 2. Thì đây là cái toàn cảnh cái khu biệt thự này. Đây là một khu biệt thự khép kín biệt lập ha. Thì lúc trước mình đã đến đây quay ghi hình một lần rồi. Đây là một dự án nhà biệt thự phố song lập nhờ Louis thiết kế và thi công. Hiện trạng của căn biệt thự là chủ đầu tư đã xây thô rồi và Louis vào bố trí ngăn phòng lại và hoàn thiện nội thất. Thì bây giờ hiện tại là cái căn biệt thự phía sau lưng mình đây đã hoàn thiện, dọn vệ sinh sạch sẽ và dọn nội thất vô rồi. Thì mình cùng đi tham quan một vòng ở trong ngôi biệt thự này ha. Giới thiệu lại, đây là cái mặt tiền chính của ngôi biệt thự mà công ty Louis thiết kế và thi công các bạn. Rồi, khu này để xe thôi. Có mái che, làm che nè. Thì lúc mới vô cái khu vực sân này là chưa có được thiết kế gì cả. Thì tới thời điểm này thì cái khu vực sân vườn này đã được hoàn thiện cảnh quan. Đó, các bạn thấy đã lót cỏ, lót đá, trồng cây. Đây, cây rất là đẹp, hoa hồng, hoa trang. Đó, đi một dòng sân vườn ha. Và mình mới từ từ vô bên trong. Có một hồ non bộ nước chảy róc rách đây nè. Lót lối đi bằng đá, những viên đá tròn tròn, nhìn rất đẹp. Biệt thự rất nhỏ xinh các bạn. Đây, khoảng vườn tuy nhỏ thôi, không có lớn nhưng mà rất là xinh xắn. Có một khóm tre, khóm trúc và khóm trúc phía sau. À, bên kia là của nhà khác rồi. À, giờ mình vô bên trong. Buổi tối chắc ở đây sẽ có dưới hồ sẽ có đèn nữa. Mình để thấy có đèn này, đèn ban đêm, đèn ngoại cảnh. Nước chảy về tạo phong thủy rất tốt các bạn. Nhà ở nước chảy róc rách tạo sinh khí. Còn đây là cửa chính vô bên trong. Đây, vừa vô bên trong là phòng khách. Đẹp chưa? Đó, phòng khách đã có đồ nội thất sofa dọn về và đang được che đậy lại. Sản phẩm nội thất ở đây theo mình được biết là rất là cao cấp ha các bạn. Mình để nguyên hiện trạng, không có ngại vỡ dở lên nó sẽ sợ bị bụi. Đèn cũng được bọc lại nè. Còn cái này là một sản phẩm của sự nội thất Louis. Đó, tay nắm vàng nhìn rất là sang. Cầu thang có những chi tiết vàng uốn lượn. Còn đây là phòng ăn, bàn ăn rất là bự, 6 người ngồi được. Đây cũng là một cái sản phẩm khác của sự nội thất Louis, một cái hệ tủ. Mình bán này là tủ đựng giày dép. Bản tượng ở đây thấy khá là đẹp ha. À, có dập nổi tạo khối rồi. Còn khu bên này nhà bếp, lại một sản phẩm khác của sườn nội thất Louis. Đây, bếp màu trắng, đá ốp đá trắng rất sang. Đã có bếp và lò nướng đây, lắp vào hết rồi. Bồn rửa. Mấy sản phẩm bếp mình không rành lắm. Rất là nhiều máy móc thiết bị trong này. Quay sờ cái bếp rất là đẹp. Là máy, có mấy cái máy hút khói nữa, hút mùi. À, một cái đèn trên khu vực làm đồ ăn. Đây là cái đảo bếp nè. Rất đẹp.
cửa này là thông ra cái khu vườn sau đó các bạn. Đó, khu vườn nãy mình vào nè. Có một cái bệ, có thể mình làm tiệc nướng đồ ăn ngoài này cũng được. Đây, cầu thang rất đẹp ha. Màu trắng mặt bằng gỗ màu nâu, mình không rõ của gì. Đây, đèn cầu thang có pha lê rất đẹp. Này là mấy người ha? Mình còn làm gì trên này ta? Giảm giá à. Ủa cái này là mình sản xuất hả? Mình sản xuất à. Cái bàn này để trang trí thôi mà đúng không? Bàn này để băm. À đúng rồi. Hai bên. Mà bằng gỗ gì ta? Tự nhiên luôn. Gỗ tự nhiên. Kiểu nhìn hay hay ha. Kiểu cái đờn á. Đờn nào ta? À piano hả? Đờn piano á. À. Cái chân nhìn vui vui. Chân bắt chéo. Đây là phòng tắm master. Đây, một sản phẩm khác của xưởng hất lui đây. Đây, hệ tủ. Hệ tủ thay quần áo. Đồ những cái khay chừa này của Hoppler cũng cao cấp. Có hệ thống giảm chấn. Đây. Đó, toàn bộ khu vực này là dùng để thay đồ, tắm rửa, thư giãn, nghỉ ngơi. Điện thông minh. Một cái bồn rửa ở đây cũng sẽ lui sản xuất. Bồn tắm Fortler kiểu dáng rất đẹp. Đây có nhấn ở đây một cái mảng tường hoa. Dạ ở ngay trên mặt bồn tắm. Cái này khu vực tắm đứng. Tắm đứng cũng có trang thiết bị cao cấp. Có cả mình thấy có cả tắm thủy lực nè để massage. Còn đây là cái sen tắm bự rất đẹp. Mảng tường nhấn cũng ấn tượng. À để mình giới thiệu thêm với các bạn là công nghệ phục vụ cuộc sống đây. Có một bồn cầu thông minh ở đây. Chỉ cần mình tiến lại gần là nó sẽ tự mở nắp lên. Đấy, rất là hấp dẫn. Nó sẽ tự cảm nhận được cảm biến hơi người ha. Thì đương nhiên không phải ngoài việc mở nắp ra, nó còn thể tự vệ sinh, tự rửa. Wow, phòng mà đẹp dữ trời. Đốt cái cài chưa? Cái cài dưới này nó lọt chưa nè? Nếu mà còn dính xíu nữa. Các bác. Đấy, cái
Ồ quá mới gặp Nam. Bao lâu nay không thấy lên đây quay luôn. Là này mấy bữa rồi? Điểm rồi. Đây làm bữa nào bước qua đó nữa chứ bữa là ở đây biết mà. Bữa giờ bận lo việc ở văn phòng quá. Nhà đẹp quá trời luôn. Trời cái giường này đẹp quá ha. Nhà đầu 500-600 triệu luôn. 500-600 triệu luôn hả? Đừng mua cái nhà ở dưới vùng quê mẹ rồi. Bằng nhung em ghê. Cái vách này là mình sửa mình sản xuất luôn đúng không? Da bò 100% á. Wow, da bò luôn. Bữa nó lọc da bò đó còn mấy cái chân luôn à. Còn cái hình con bò luôn, nó lọc ra những bò luôn á. À. Công nhận cái phòng này có vách ngăn này đẹp ấn tượng nè. Đây cái vách ngăn sửa nguyên thiết kế và sản xuất. Giúp ngăn cách các phòng ngủ ngoài ra thành một khu vực làm việc đây các bạn. Anh chị chủ nhà sau khi làm việc xong có thể qua bên kia ngủ, tạo thành hai không gian riêng tư. Ủa cái da bò này là mình mua ở đâu ta? Tìm hả? Trong đi mua. Cái màu kem kem này là đâu phải simili đúng không? Đâu phải da bò. Da bò hết đó chứ, nó nhộm màu. À nhộm màu. Sờ vô thấy đã hả? Hồi trước á, nhớ là lúc mà bàn về thiết kế á, với bên thiết kế chỉ đưa ra một cái kiểu giống vậy nhưng mà nó là bằng nhung. Nhung nè. À. Vậy cái vách đằng sau đấy à. Là nhung đấy. Nhưng mà chắc là sao chỉ đổi lại hay sao? Nhung cũng đẹp, nhìn cái hình bé Linh vẽ thiết kế cũng đẹp. Tủ này chắc chỉ mua hả? Dạ. Nó đi theo cái giường. Ừ. Cái đèn thôi cũng đẹp hơn bình thường. Ủa còn cái bàn này mình có đóng không hay là chỉ mua? Ồ, mình đóng luôn hả? Quá trời. Đây, cái ban công. Nhìn xuống. Mảng vườn. Nhà xe. Còn một tầng ở trên nữa các bạn. Dưới dán tường. Màu đẹp quá. Chị chủ nhà đó có gu thẩm mỹ hả các bạn? Điện ngang các bạn đúng không? Đây là cái sảnh, nói giữa hai không gian. Hai đúng không? Đây là phòng tắm master, đây là phòng ngủ master, phòng ngủ phòng làm việc. Rồi lên trên. Trên cơ thể còn gì trên đây? Đây là không gian cho tầng 2. Đây. Một tủ gỗ đây. Do Louis sản xuất. À, chắc để đồ trang trí. Kỷ niệm trường, ở đây có một tấm gương rất bự. Đèn. Đó, hình xuống rất đẹp ha. Rồi. Phòng bên trong này sẽ là một cái phòng khu vực để giải trí. Giải trí thì giải trí gì đây? Mình thấy có một bộ sofa đã được gỡ dưới gói rồi, dưới bao rồi. Bằng nhung rất đẹp.
Đây sẽ là một cái khu vực để ví dụ coi phim, karaoke. Lên đây. Tường thì có gương. Rất sang ha, gương màu đồng. Mình mở đèn lên thử. Lúc lên luôn. Lúc lên là lên luôn. Đó, quay nhiều góc cho bạn coi. Bên này giấy dán tường màu cà phê sữa. Cũng rất là đẹp. Mình rất thích mấy cái mẫu đèn cổ điển này, đèn pha lê này. Nhìn rất là duyên dáng. Đây. Ở đây có một khu vực. Khu vực này sẽ quầy bar. Đấy. Có một mảng gương trang trí ở đây. Cái quầy bar ngay đây. Khu vực này sẽ để ly và rượu. Toàn bộ sản phẩm là do xưởng Louis thiết kế hết bạn. Đó. Đây là cái góc từ quầy bar nhìn ra. Uống ngồi hát karaoke có thể phục vụ nước uống ngay tại đây. Này, cái ghế quầy bar này. Ghế này sẽ để vô trong kia. Và bên trong này vẫn là có một cái toilet nhỏ. Đơn giản rồi. Ok. Đường. Tắt máu. Cái khu vực bên này sẽ là phòng thờ. Đây, phòng thờ. Với nội thất gỗ rất sang trọng và đẹp. Trang nghiêm. Một số đồ nội thất còn là chưa gỡ dưới gói. Kế phòng thờ này sẽ có một cái phòng ngủ dự phòng, có thể là cho con cái hoặc là cho người thân dịp ghé thăm. Một sản phẩm của sự nội thất Louis nữa, cái hệ tủ. Phòng này nhỏ thôi, không có gì. Có những cái cơ bản thôi. Đây đặt cái giường ở đây. Rồi tivi. Mình coi tivi. Tủ đồ. Wow, tủ đồ trong này có đèn luôn. Trắng đẹp. Phòng này theo mình đánh giá cái màu sắc phối khá là nhã, khá là dễ thương. Màu tím khoai môn. Mình để ý các mảng tường với giấy dán tường ở trong đây được lựa chọn rất đẹp hả các bạn. Mình rất thích mấy cái mẫu giấy dán tường này, nhìn nó sang lắm. Rất hợp với cái không gian của nhà này. Rồi, ra tới ngoài này là ban công cao nhất của ngôi biệt thự. Đó. Đây là nhà của hàng xóm sau này của chị. Khu này là khu biệt lập, có tường rào bao quanh. Muốn vào thì phải qua một cái cổng bảo vệ. Bảo vệ xác nhận với chủ nhà thì mới được vào. Ở đây có lắp camera ngay lối đi nè. Vậy mà giờ dẫn các bạn tham quan một vòng để coi biệt thự phong cách tân cổ điển do Louis thiết kế, thi công hoàn thiện tại khu biệt thự Son Villa quận 2. Thì
sắp tới nếu có dịp, còn dịp nữa thì mình sẽ quay trở lại đây xin phép chị vô nhà chụp một cái tấm hình khi chị đã lột hết mấy cái gói nội thất ra, nó sắp xếp bố trí đẹp đẽ rồi, mình sẽ chụp lại và mình sẽ quay clip. Thì nếu bạn quan tâm thì có thể nhấn like, đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm những video về thiết kế xây dựng của công ty Louis. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.